Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một chú thỏ đang chăm lến, thì đốt thử, chăm thử vào đèn lồng này. Hãy cùng tô với mình nha.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau nhé.